Xin chào các em. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 2 đối với phân môn địa lý 8. Về nội dung ôn tập của phân môn địa lý, các em sẽ ôn bài 15, đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam. Chủ đề 1, văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Về hình thức, trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Về phần trắc nghiệm thì có một số dạng như sau. Trước hết đó là dạng câu hỏi nhiều lựa chọn. Ví dụ câu 1, hiện nay châu thổ sông Hồng phát triển mạnh về phía biển ở A. Thái Bình, Ninh Bình, B. Bắc Ninh, Nam Định, C. Hải Dương, Hải Phòng, D. Hải Phòng, Thái Bình. Đối với câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng, đó là đáp án A. Câu 2, châu thổ sông Cửu Long được bồi đắp chủ yếu bởi phù sa. A. Biển của Vịnh Thái Lan, B. Biển ven bờ Biển Đông, C. Hệ thống sông Mekong, D. Sông Tiền và sông Hồng. Đối với câu 2 thì đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án C. Câu 3 và câu 4 tương tự. Các em cũng đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất. Dạng 2 là câu hỏi đúng sai. Đối với dạng 2 này, cô sẽ cho một số thông tin. Các em sẽ đọc thông tin và xác định. Nếu đó là thông tin đúng, các em sẽ đánh dấu X vào cột đúng. Nếu đó là thông tin sai, các em sẽ đánh dấu X vào cột sai. Ví dụ một số thông tin như là sông Cửu Long bắt nguồn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đây là một thông tin đúng. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu X vào cột đúng. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Cửu Long là nước ngầm và băng tuyết tan. Đây là một thông tin sai. Bởi vì nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sông Cửu Long là nước mưa. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu X vào cột sai. Sông Cửu Long là sông quốc tế và đổ vào Vịnh Thái Lan. Đây là một đáp án sai. Như vậy chúng ta cũng đánh dấu X vào cột sai. Sông Cửu Long có mạng lưới kênh rạch dày đặc. Đây là thông tin đúng. Chúng ta lại đánh dấu X vào cột đúng. Dạng 3, nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp nhất. Sau đó sẽ ghi đáp án vào cột A đến B. Ở cột A, các ý sẽ được đánh số từ 1 đến 4. Ở cột B, các ý sẽ được ghi A, B, C, D. Có ví dụ, ở cột A, chúng ta có thông tin là hơn 2.000 loài cá. Chúng ta sẽ nối với một ý ở cột B và phù hợp nhất đó là ngư nghiệp. Như vậy, 1 sẽ nối với B. Và bên cột A đến B thì chúng ta sẽ ghi là 1 đến B. Thông tin thứ hai ở cột A đó là nhiều bãi tắm đẹp. Chúng ta sẽ nối với ý A ở cột B. Nhiều bãi tắm đẹp thì sẽ thích hợp để phát triển du lịch. Như vậy ở bên cột A đến B chúng ta sẽ ghi là A, 2 đến A. Thông tin tiếp theo là các vũng vịnh biển kín gió. Đây là điều kiện để phát triển ngành giao thông, vận tải. Như vậy 3 chúng ta sẽ ghi với C. Và ở cột A thông tin thứ tư đó là trữ lượng ước tính khoảng vài tỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ mét khối khí. Chúng ta sẽ nối với ý D của cột B. Đó là công nghiệp năng lượng. Và chúng ta sẽ ghi là 4 nối với D. Về phần tự luận, các em sẽ ôn tập một số nội dung như sau. Thứ nhất, nêu các biện pháp bảo vệ môi trường biển đảo ở nước ta. Các em có thể nêu một số biện pháp như là tham gia vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về bảo vệ môi trường biển đảo. Thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động làm sạch bờ biển, làm đẹp cảnh quan, môi trường biển đảo, tổ chức trồng cây và bảo vệ, chăm sóc cây. Tích cực tham gia các hoạt động khắc phục và làm giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra.
tổ chức học tập và thực hành các kỹ năng sống thích ứng với những thay đổi của tự nhiên vùng biển đảo. Thứ hai, kể tên một số hoạt động khai thác tài nguyên vùng biển đảo ở nước ta. Ví dụ như là đánh bắt và nuôi trồng hải sản, phát triển du lịch biển, khai thác tài nguyên khoáng sản như là dầu mỏ, khí tự nhiên, vân vân, phát triển sản xuất muối, khai thác năng lượng điện gió, điện thủy triều và xây dựng các cảng nước sâu, vân vân. Nội dung thứ ba, so sánh chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long. Một số đặc điểm cần so sánh như là hình dạng mạng lưới sông, nguồn cung cấp nước chủ yếu, mùa lũ, mùa cạn. Về hình dạng mạng lưới sông của sông Hồng thì sông Hồng có hình dạng nan quạt, sông Cửu Long có dạng lông chim. Nguồn cung cấp nước chủ yếu cho cả hai hệ thống sông này đó là nước mưa. Về mùa lũ thì ở sông Hồng mùa lũ sẽ bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 10. Ở sông Cửu Long, mùa lũ sẽ chậm hơn một tháng, sẽ bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 11. Về mùa cạn, thì ở sông Hồng, mùa cạn sẽ bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 5 năm sau, chiếm khoảng 25% lưu lượng dòng chảy cả năm. Đối với sông Cửu Long, mùa cạn sẽ bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 6, trong vòng 7 tháng. Lượng nước vào mùa cạn thì chỉ chiếm khoảng 20% lượng dòng chảy của cả năm. Nội dung thứ tư, quá trình khai thác và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long có gì khác nhau? Thì đối với sông Hồng thì quá trình con người khai thác và cải tạo thì gắn liền với việc đắp đê trị thủy. Còn đối với sông Cửu Long thì quá trình con người khai thác và cải tạo thì đây là cái quá trình mà con người thích ứng với tự nhiên. Nội dung thứ 5 sẽ cho một đoạn tư liệu. Các em sẽ đọc tư liệu và trả lời các câu hỏi ở phía dưới. Ví dụ, câu hỏi thứ nhất, phụ lưu nào của hệ thống sông Hồng có lưu lượng dòng chảy lớn nhất? Thì chúng ta sẽ tiến hành đọc tư liệu. Trong các phụ lưu của hệ thống sông Hồng thì sông Đà có lượng dòng chảy lớn nhất. Như vậy câu 1 này chúng ta sẽ trả lời đó là sông Đà. Rồi câu 2 là những loại thời tiết nào có thể gây mưa lớn trên lưu vực sông Hồng? Chúng ta cũng đọc ở trong tư liệu. Hoặc là câu 3, vì sao thời gian mùa lũ của sông Hồng không đều trên toàn bộ lưu vực sông? Thì chúng ta cũng đọc và tìm kiếm câu trả lời ở trong đoạn tư liệu. Ví dụ như là do chế độ mưa trên lưu vực biến đổi cả về không gian và thời gian. Rồi câu 4, vì sao sông Hồng thường có lũ lớn vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 10? Nội dung thứ 6 cũng là cho một đoạn tư liệu và các em sẽ trả lời các câu hỏi phía dưới. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em ôn tập một số nội dung đối với phân môn địa lý 8. Chúc các em ôn tập tốt, làm bài đạt kết quả cao.